Chị nói với em là điều chị mong muốn. Hai đứa con chị nó lên người. Ngon có hơi thở cuối cùng chị về cho hai cháu học hành đến nơi đấy. Nói chung là chị đau đớn lắm nhưng chị vẫn phải nghị lực để mà sống. Sống hàng ngày để nhìn thấy các con. Hiện tại thì Thục đang có mặt tại trung tâm ung bướu của Bệnh viện Quân y 175. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả quý vị đó là hoàn cảnh của chị Khi. Hiện tại thì chị đang nằm ở đây để điều trị. Thì để hiểu về hoàn cảnh của chị để có thể kết nối đến với tất cả quý vị thì mời quý vị cùng theo chân của Hiền Thục nhé. Cái giãn này của chị thực ra là nó lâu rồi, không phải mới. Và vì thế người ta đã mở cái, người ta đặt cái sông GG rồi. Nhé, còn chức năng thận đến bây giờ còn thậm chí còn tốt hơn nhiều người bình thường. Dạ, chào bác sĩ Vinh ạ. Nhờ bác sĩ có thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả của Alo Bác sĩ về tình trạng của chị được không ạ? Vâng, trước khi này thì tình trạng bệnh thì chết là phải nói là chị là một cái bệnh nhân là rất là tuyệt vời đấy, có ý chí, nghị lực. Thì lúc bị thì phát hiện ra cái bao tử của chị là nó đã là ở cái giai đoạn trễ rồi. Nó đã dính cả vào tụy rồi. Thế cho nên là không phẫu thuật được. Hóa trị thì nó đáp ứng rất là tốt. Về sau cái biếu nó gần như là không thấy đâu. Thế thì lúc đấy đã phối hợp giữa khoa ngoại bụng và khoa sản mổ cắt được cái bao tử của chị và cắt được cả cái u buồng trứng. Dạ. Thế và cái kết quả lúc ấy thì rất là tốt. Chị được giai đoạn ổn định rất là ngon lành nha. Thì cái giai đoạn là sau điều trị là tương đối tốt. Tuy nhiên là đang trong giai đoạn duy trì rồi, đang tính là tốt rồi thì lại phát hiện cái ung thư trực tràng. Thế và nó sự kết hợp giữa hai cái thứ này nó làm cho cái khả năng điều trị nó trở nên rất là khó khăn. Dạ. Cái ung thư đại tràng lúc mổ ra thì nó lại dính, cho nên người ta phải mở một cái hậu môn nhân tạo ra đây. Rồi nó lại dính vào cả cái niệu quản làm cho cái thận của chị bị giãn đấy. Thì mình đặt cái sông GG để rào dẫn lưu cái đường tiểu. Thế thì nó lại có một cái vấn đề đang xảy ra là nó đang dính các cái quai ruột. Dính các cái do quai ruột. Chị chịu đựng một lúc là hai khối ung thư, mà khối ung thư nào nó cũng đều là ở giai đoạn muộn đấy. Thì lúc đầu mới phát hiện ra cái ung thư trực tràng á là tôi nghĩ là nó vẫn còn sớm thì có thể cắt đi được, nhưng mà thực ra là mặc dù nó xa sau nhưng mà nó phát triển rất là nhanh. Thì cái lúc mở ra là các bác sĩ cũng không thể ngờ mở ra nó dính nhằng hết vào đấy rồi, không cắt ra được. Đấy cũng chính là một trong những cái vấn đề khó khăn mà mình phải điều trị bằng thuốc thôi. Một ngày thì truyền thì thường là các cái dịch thì nó cũng tương đối đầy đủ, nhưng mà riêng đạm ấy thì cũng không phải lúc nào cũng đầy đủ được, thì có nhà cũng vẫn phải mua thêm, có thêm. Thế đây cũng hôm nay truyền một chai thì có thể mai thì mốt thì gia đình lại hỗ trợ thêm. Thế vì đây cũng nói thực ra là một bệnh nhân nằm dòng dã cũng cả mấy tháng trời, cái chi phí của một cái điều trị nó cũng cao. Nếu mà mình gia đình thì cũng mong muốn chị tốt thêm, cho nên là cũng muốn bồi dưỡng đấy, thay vì đáng ăn bây giờ không ăn được, dùng thêm đường truyền. Còn dịch thì đấy, không bảo đảm được các cái đó thì làm sao chị sống được. Thực ra là vẫn đảm bảo tương đối. Có điều là những cái đạm đấy, các thứ thì đôi lúc cũng không phải lúc nào cũng thoải mái dùng. Trong bệnh viện thì nó cũng phải có những cái tiêu chuẩn về đạm nhất định. Dùng thuốc thì trong cái quá trình rất là dài. Hôm nay là các anh chị đến là xem là muốn xem hỗ trợ được chị cái gì không. Thế bảo thì tôi cũng sẽ hết sức cố gắng. Chị thì bây giờ chưa có làm được gì nhiều mà chỉ là nuôi đã. Dạ. Nuôi nói thế thôi, nhưng mà nuôi một người như thế này mà vẫn bảo đảm được như thế này là cũng không phải là, là đơn giản. Nó rất là cố gắng đấy. Chị nói với em là điều chị mong muốn. Hai đứa con chị nó lên người. Ngon có hơi thở cuối cùng chị về cho hai cháu học hành đến nơi đấy. Nói chung là chị đau đớn lắm nhưng chị vẫn phải nghị lực để mà sống. Sống hàng ngày để nhìn thấy các con. Chị mong muốn là người mẹ bao giờ cũng thì ước được thế mà. Mong là con cái trưởng thành để lên người, có công ăn việc làm. Vợ chồng chỉ có sinh được hai người con thôi. Bé lớn thì năm nay 25 tuổi. Còn bé nhỏ thì năm nay đang còn học 12.
anh em đại đa số thì ở ngoài quê cả. Sau đó khi mà chị bị thế này thì đơn vị cũng tạo điều kiện và anh là người là đồng hành cùng với chị là đi chăm chỉ. Cháu thì hiện nay đang còn học lớp 12 và việc cháu tự đi học, tự sắp xếp ở nhà, tự lo cơm, tự lo cơm nước, rồi tự đi học, rồi tự sắp xếp. Còn về nhà trường thì vừa rồi nhà trường cũng có tạo điều kiện là nhà trường miễn cái tiền học phí và hồi phụ huynh của cái lớp cái trường đấy người ta cũng quan tâm, tất nhiên là người ta cũng có một cái chút quà nhỏ nhỏ để đến thăm động viên, gửi cho gia đình, gửi từ qua cháu rồi cháu mang lên. Với những chia sẻ trên đây thì có lẽ là quý vị cũng đã thấy rằng là mỗi ngày chị đều cố gắng, đều rất là nghị lực để có thể nhìn thấy con cái của mình trưởng thành, học hành nữa. Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng là với những câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ thì có thể đến được với tất cả quý vị độc giả nhiều hơn, quý vị có thể biết được và cùng với chúng tôi giúp đỡ những hoàn cảnh như thế này. Rồi mọi sự cũng sẽ tốt thôi, điều kỳ diệu sẽ đến vì nó đến từ trong chính trái tim của tất cả quý vị. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.